Hello, xin chào cả anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em 10 cái ghế hương nhé. 10 chiếc ghế gỗ hương Việt nha anh em. Cái này được bên em được làm đóng thủ công nha anh em, đục tay nhé, đục tay hoàn toàn nha anh em, đục tay hoàn toàn nhé, toàn bộ đục tay không phải đục CNC nhé, đục từ thủ công toàn bộ nha anh em nhé, không phải là đục CNC nhé, phải đục máy nhé. Gỗ hương Việt chính gốc anh em nha, hàng chuẩn 100% là hương Việt, bảo hành cho anh em, hàng 100% là gỗ hương Việt nhé. Để mình đo kích thước cho anh em nha, tay em mình đóng rất là dày nhé, mình bán đỏng đóng bản này 5 phân anh em nhé, 5 phân nhé. Đó, này là 4 phân rưỡi. Còn chiều cao ghế nhé, mình đo chiều cao ghế cho anh em nhé. Chiều cao ghế là 1m18, cao 1m18 tổng thể. Còn bề ngang theo là 48. Gỗ hương Việt thì là hàng rất hiếm rồi nha anh em nhé, nên là gỗ mình phải lựa trong vòng 1 năm á thì mới ra được 10 cái ghế này, 10 cái hương Việt này, nên là hàng hiếm này anh em chơi là rất là đẳng cấp, chơi không bao giờ bị gãy này lụng ra gì hết nhé. Của cái ghế này thì anh em chơi đẳng cấp luôn. Mình lấy cao ngồi anh em nhé, phần cao ngồi nó sẽ là 48 này anh em, cao 48 nhé. Còn bộ các chi tiết hoa văn này á, là bên em được thợ đục tay hết nha anh em, toàn bộ là thợ đục tay hết, nên là anh em chơi rất là an tâm. Gỗ không pha nhé, toàn bộ là gỗ hương Việt được đóng thủ công hết. Này, qua đây 7 chiếc nha anh em, toàn bộ là đóng thủ công hết. Về độ dày của cái này, bản này là 3 phân anh em, 3 phân. Còn chân của nó 6, chân 6 vuông nhé. Nếu mà tính là làm la thì phải là 7 vuông nha anh em, chân làm la phải là 7 vuông hết. Anh em nhìn thấy hàng Việt này rất hiếm anh em nhé. Đương gỗ hương Việt là nó có trong thị trường của Việt Nam rồi thì anh em biết rồi đấy. Gỗ hương là hàng đẳng cấp này, chắc hương, nên là hàng rất là ok. Anh em chơi thì không thể chơi rất là an tâm anh em. Đó. Anh em nào chơi gỗ hương rồi thì mới biết độ đẳng cấp của nó, nên là rất là VIP nhé. Rất là VIP nhé. Đó, anh em. Rồi anh em nào chơi được thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại 0985 185 936. Em có sẵn 10 ghế gỗ hương Việt nhé. 10 ghế gỗ hương Việt hàng cao cấp. Đó. Anh em tự hành rất là thoải mái nhé. Được đóng thủ công hoàn toàn nhé. Bề hông gần 50 nha anh em. Còn bề này là 40 nhé. Được đóng thủ công hoàn toàn. Đó, anh em chiêm ngưỡng lần nữa nha. Em chiêm ngưỡng lần nữa nha. 10 ghế gỗ hương Việt hàng có sẵn. Anh em nào chơi thì mình có thể giao ngay nha. Đó, rất là VIP. Rồi video đến đây mình xin kết thúc nha. Anh em nào chơi được thì cứ liên hệ cho mình nha. Số điện thoại mình gắn trên màn hình nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha.